Dạ em xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Quỳnh Phúc TV, kênh em chuyên tổng hợp những vụ trộm cướp trên đường phố để cho tất cả mọi người xem để cảnh giác và bảo vệ tài sản của mình thật tốt. Và em xin chúc cho tất cả mọi người có một ngày hạnh phúc bên gia đình. Bây giờ em xin mời mọi người xem video. Mọi người hãy chú ý, có một người đàn ông đang nằm ngủ, kế bên là có một chiếc điện thoại. Ngủ đây giống như một cái tiệm bán đồ ăn hay gì, rồi người đàn ông nằm ngủ đặng canh nè. Phía ngoài là một tên trộm đang từ từ là nó cắt dây ổ khóa gào lứa B40. À, thấy chưa? Để coi nha mọi người, coi tình huống nè, người đàn ông vẫn chưa ngủ mê nữa ha, quay qua quay lại nữa đó. Chiếc điện thoại thì để kế bên, thằng kia thì cứ đang cắt thôi. Ai xem video này thì hãy nhớ cảnh giác, chú ý tình huống này nè, không được chủ quan, không được ý y nha. Không phải nằm kiểu này mà để tài sản gì là thôi rồi tiêu với bọn này liền. Đó, nó đang đi vô rồi đó. Như là có tiệm bán đồ ăn hay gì đó mọi người ơi. Rồi người đàn ông nằm ngủ đang canh đang tới giờ bán thôi. Rồi tên trộm nó đột nhập vô bên trong. Rồi nó bảo hiểm bịt khẩu trang, nó đang từ từ tiến sát để lấy chiếc điện thoại. Rất dễ dàng. Sau đó là nó còn ngắm nghía có tài sản gì rồi nó lấy tài sản đó hết nha. Giờ đang tiếp tục đi lại cái bàn nữa rồi đó, để coi nó lấy cái gì nha mọi người ơi. Rồi một cục sạc dự phòng luôn. Lấy được chiếc điện thoại, lấy thêm cục sạc nữa. Quá im rồi, quá im cho mấy thằng ăn trộm này rồi. Chưa đó, nó còn nghiên cứu cái gì nữa đó. Chứ ghê không? Quá trời cái tình huống này. Tình huống này do mình hớ hên thôi. Cái cửa gào thì đơn giản kiểu gì à. Hên là nó chỉ lấy được cái điện thoại với cục sạc này đó nha. Nó nghiên cứu nữa kìa mọi người. Rồi lấy bao nhiêu đó là đi thôi, chỉ mất cục sạc với cái điện thoại thôi. Người đàn ông này cũng quá may mắn nha. Lấy nhiều nó cũng quá may mắn. Mọi người coi tình huống này phải nhớ nha, không được chủ quan quá trời nha. Còn tiếp sau đây mọi người hãy tập trung chú ý, có 4 tên cướp giật đi trên 2 chiếc xe máy đó, 4 thằng đó nó đang lượn lờ và nó đã gặp được một con mồi rồi nè nha. Mọi người hãy nhìn cho kỹ, đây một cô gái đang ngồi trên một chiếc xe bấm điện thoại luôn đó. Bây giờ hai thằng tiến sát lại nè, họ tay giật đi, thấy chưa, hai thằng kia nó chạy ở ngoài đường á, là 4 thằng đó. Trời ơi, đây nè, nhìn kỹ lên góc máy nè, ai mà xài điện thoại bấm ngoài đường thì coi cái này mình rút kinh nghiệm không được xài nha, nhớ nha. Rồi họ tay nó giật, sau đó là 4 thằng chạy đi luôn đó mọi người, ghê chưa, thấy không? Dạ mọi người xem tình huống này hãy nhớ cảnh giác nha, không được bấm điện thoại ngoài đường. Hên là cô gái này ngồi mà không chạy xe bấm điện thoại đó, nó giật mà ngã không sao, mà đang chạy xe mà nó giật một cái là nguy hiểm dữ lắm đó. Tất cả mọi người xem để mình nhớ, mình biết đường, mình phòng tránh nè. Và bây giờ em xin mời mọi người xem video tiếp nữa nè. Có một tên trộm rất nhanh, nó đang tiến sát qua một ngôi nhà có một chiếc xe đang đậu kìa, nhưng mà không ai trông coi hết. Rồi nó đang tiến sát lại chiếc xe luôn rồi đó, rất là nhanh, chiếc xe là còn chìa khóa luôn kìa mọi người. Rồi sau đó là nó giọt đi luôn đó, thấy chưa, chủ quan nữa nè, cái vụ mà chìa khóa nè, bây giờ chạy ra nó đi mất tiêu rồi, đường nào mà kịp, chìa khóa còn cắm trên xe luôn mà để cửa nẻo vậy đó, thấy chưa, mình đi y rồi thôi. Rồi nó lụm liền hả. Còn bây giờ hai tên trộm, một thằng ngồi trên xe, một thằng bước xuống, đang tiến sát về một ngôi nhà rồi đó. Đây thằng này bịt khẩu trang nha mọi người, coi kỹ nè, chạy vô nó lụm hai cái chiếc dép. Trời ơi, thấy ghê chưa, bợ hai chiếc dép luôn. Bây giờ là dép là lụm luôn, khỏi đi mua tốn tiền đó. Sau đó là chạy bên trong, là anh chủ nhà ảnh gượt ra, không biết dính hay là không nữa mà ảnh gượt kìa. Trời ơi là trời, biết là dép nó cũng lụm luôn nha, đừng có ý y nha. Còn đây hai tên trộm lợi dụng lúc chủ tiệm này phá cửa đi đâu á, nó đột nhập vô cái tiệm bán phụ tùng xe kìa mọi người, thấy chưa, nó lấy mấy cái mâm xe kìa. Trời ơi, nó gom những tài sản có giá trị nè, mâm xe đồ đó nó lấy hết, dữ dằn chưa. Hai thằng bịt khẩu trang hết, đội nón bảo hiểm, rồi nó lấy mấy cái mâm của người ta kìa mọi người, bỏ tay chưa.
hết biết đường nói mấy thằng này luôn rồi. Và tiếp sau đây mọi người hãy chú ý ra, một tên trộm đi vô nó bợ cái thùng bia mà bà cô ngồi coi phim mà không hay đó kìa. Trời ơi bà cô ơi, nó lấy rồi kìa. Trời ơi, thấy chưa, bà cô ngồi nhưng mà không hay biết luôn đó mọi người. Bà cô ngồi coi phim rất là tỉnh luôn. Người thằng kia cũng rất tỉnh, lấy xe nha, nó đi xe đạp rồi sau đó là đem ra chở đi thôi. Bà cô vẫn ngon lành, hên là lấy thùng nha, nó lấy vài thùng cũng không hay nữa. Trời ơi là trời, thấy nó liều lĩnh và táo bạo cho mọi người. Coi cái tình huống này mà cũng bó tay luôn. Bà cô rất là say sưa. Còn đây một tên trộm nữa nè, nó lẻn vô một cái chỗ nuôi gà của người ta. Đây gà nha mọi người, nó đang mở cửa gà đi vô rồi đó. Và coi tình huống tiếp theo nè, rất nhanh nó đã tiến sát vào bên trong những cái bụi gà và thò tay để bắt một con gà rồi kìa. Trời ơi thấy chưa, đây là người ta nuôi gà đá nha. Rồi nó ôm một con, sau đó là tiếp tục qua đây lấy thêm một con nữa nè mọi người. Hãy coi kỹ tình huống này nè. Rồi nhưng bất ngờ là bên trong có anh trai chạy ra, cái con anh thắng cái két lên kìa mọi người. Anh gượt thằng này nó bỏ chạy, anh tung sâu sập cái cửa gạo luôn kìa. Cửa gạo nó ngã luôn đó mọi người, thấy chưa, không biết bắt dính hay là không mà thằng kia nó chạy rồi. Sập cái cửa sắt luôn, cửa gào luôn kìa trời. Thấy ghê chưa? Trời ơi, không biết hai anh này mặc dính không, giấy bắt dính một cái đi cho nó no đòn đó luôn. Còn bây giờ mọi người hãy tập trung vào một chú chó này. Đây, chú chó này là chủ nhà là giao cho nó nhiệm vụ là canh ăn trộm nha. Nhưng mà coi nó kìa, thấy cưng chưa? Uno Una bây giờ đang leo lên võng luôn kìa, ghê chưa? Đó. Rồi, xuất hiện một tên trộm nè, bịt khẩu trang, đội nón bảo hiểm. À, chú chó vẫn nằm võng nha, ngủ say sưa luôn. Trời trời, ghê chưa? Ai tên trộm này cứ đi vô thôi thoải mái. Chó nó ngủ mất tiêu rồi. Đó, nằm ngủ rồi đó. Trộm gì cứ trộm đi. Nuôi con chó đáng đồng tiền bắt gạo thiệt mọi người. Đây, thằng đó nó trộm hai con gà. Bên ngoài là có thêm một thằng đồng bọn của nó đứng ở ngoài đó. Đó, nó quăng con gà cho thằng này, rồi nó lấy con gà nó leo ra luôn. Hết biết con chó chưa, thấy cưng không? Una Unu nằm ngủ lên võng ngủ nó mới chịu chứ. Trời, rồi bây giờ hai thằng nó lấy gà xong là giọt đi. Chờ, bỏ tay luôn chờ. Hết biết đường luôn. Tiếp sau đây nè, có ba chiếc xe máy đậu trong một cái sân nhà. Đây, giống như cái hàng ba vậy luôn kìa mọi người. Rồi, một tên trộm nó liếng la liếng lúc nó đang đi vô kìa. Nhưng mà cũng không có ai phát hiện được tình huống này. Này đừng chủ quan cái kiểu này nữa, đừng có nghĩ là để trong nhà kiểu này là an toàn nha. Không có an toàn đâu mọi người, dễ gì trong vòng mấy giây là mất xe thôi, không bao giờ an toàn. Nó đã tiến sát lại chiếc xe để bẻ phá rồi đó. Mình là nhớ là cảnh giác đi, đừng hớ hên và chủ quan là rồi xong. Rồi nó tiếp tục cần mở phá chiếc xe, nó dùng đồ nghề đó, đó. Cái gạch đó mọi người, thấy chưa, giờ này chắc ngủ chưa hết, thấy gì mà không ai phát hiện được. Rồi đó, nó bẻ phá thành công rồi, sau đó nó dắt xe đi thôi, rất dễ dàng luôn. Mọi người hãy lưu ý đó nha, có hai tên trộm lợi dụng lúc chủ nhà ngủ say, nó đột nhập vào bên trong ngôi nhà nè, cực kỳ là nguy hiểm cho tình huống này luôn nha mọi người ơi. Đó, nó đột nhập vô đi từ trên lầu đi xuống kìa, ban đêm đó nha, hai thằng nó có đem theo một bình xịt hơi cay nữa kìa. Trời ơi đó, thấy chưa, đi vòng 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 lục tài sản đó, tình huống này nguy hiểm thiệt. Đó, một thằng hai thằng kìa, thấy chưa. Rồi nó lấy đồ nó tính che cái camera lại đó mọi người, che camera lại, bó tay thì chứ. Mấy tình huống này mọi người cũng đừng có nên manh động quá nha, nhiều khi đem vũ khí theo là cũng nguy hiểm lắm. Coi xử lý mấy tình huống này sao cho khôn khéo, hết biết thiệt trời. Nó có đem bảo đảm, nó có đem theo đồ nghề, nó giao gì nữa là xiềng đó, thủ thân của nó mà mọi người. Coi mình để mình biết, mình cảnh giác mấy vụ này thôi, đừng có manh động quá nè, đừng có liều lĩnh quá. Coi rồi mình biết đường mình xử lý nha. Bây giờ hai thằng cứ đi tới đi lui lục tài sản,
còn một thằng là đứng lên là bẻ cái camera quay chỗ khác luôn nè. Thích biết đó, nó bẻ rồi đó. Sau đó là hai thằng đi lên lầu rồi vẫn tiếp tục lấy tài sản nữa, đi ghê thiệt chứ. Rồi đó, nó đi lên đó mọi người. Trời ơi, còn đây có 2, 4, 6 chiếc xe tay ga không kìa mọi người, đang đậu để trong cái sân nhà, hàng rào thì không phá nữa kìa. Đây, hai thằng trộm, một thằng ngồi ở ngoài xe, một thằng đã rất nhanh tiến sát vào bên trong chiếc xe. Nó bịt khẩu trang, mặc áo khoác, đang dắt chiếc xe đi và không ai hay biết là hai thằng tẩu thoát luôn. Thấy chưa, chủ quan cái này, cái cửa rào đó mày mốt là đóng lại giùm cái, đi ở nhà cũng đóng lại. Mọi người xem là phải nhớ vậy đó, đóng cửa rào lại, đóng cửa lại hết, phá lại luôn. Thấy chưa, bây giờ nó giọt đi mất tiêu rồi đó, quá nhanh.